Rồi tiếp theo cái câu biến thức điều kiện mới là gì? Sử dụng data table một biến kết hợp công thức mã. Thì sử dụng data table thì chắc chắn là sử dụng công thức mã rồi. Cái câu chưa biết phía sau nó hơi thừa chút xíu ha. Thì đầu tiên để sử dụng công thức mã thì việc đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Đây, chúng ta phải xác định được cái bảng thống kê mình. Và trong cái bảng thống kê mình á, nếu trong bộ đề thi của mình á thì nó thường có cái dòng đầu tiên hay là cái cột đầu tiên đó là cái trống như thế này để sử dụng về gì? À, để sử dụng công thức mẫu. Đó ha, cái hiệu nó là gì? Xây dựng công thức mẫu. Ha. Xây dựng công thức mẫu như thế nào? Ở đây ví dụ chúng ta muốn tính tổng số lượng dựa vào cái sản phẩm là hao hảo, hoặc là tính tổng số lượng dựa vào sản phẩm là vi phong, hoặc tổng số lượng dựa vào sản phẩm là yếu việt, có thể chúng ta có là gì? À, tính tổng thành tiền thì chúng ta dùng hàm sum if đúng không? Thì ở đây chúng ta ví dụ như bình thường nếu chúng ta để không thì chúng ta có thể dùng gì? Hàm count if, tức là tính tổng tính số lượng, đếm số lượng được chưa? Tính tổng số lượng thì dùng hàm sum if nè. Nếu đề bài không yêu cầu sử dụng data table một biến thì chúng ta có thể sử dụng hàm sum if, nhưng mà ở đây đề bài bảo là gì? Dùng data table một biến, cho nên chúng ta phải sử dụng bốn công cụ data table một biến thì mới có điểm nha, mặc dù là kết quả chúng ta có thể đúng. Vậy thì đầu tiên để xây dựng công thức mẫu thì chúng ta phải biết được công thức mẫu nó như thế nào bằng hàm sum, được chưa? Bình thường nếu nãy là chúng ta hàm sum if s luôn đúng không? Không, sử dụng data table biến chúng ta xây dựng hàm sum như sau: sum mở ngoặc if, được chưa? Rồi thứ nhất là gì? Cột điều kiện bằng giá trị cần tìm, hết đóng ngoặc lại, hết điều kiện không làm gì nữa hết ha, hết điều kiện phải cột tính tổng vậy thôi, đóng if, đóng sum, đóng hai cái lại luôn. Và thì nó khác so với cái hàm lúc nãy của mình là gì? À, sum if rồi điều cột tính tổng rồi cột điều kiện một, cột điều kiện hai đúng không? Bây giờ các bạn chỉ có làm gì? Sử dụng data table biến, các bạn dựa công thức như thế này: sum mở ngoặc if mở ngoặc điều kiện là cột cái chứa điều kiện á. Là ví dụ mình đang tính tổng theo tên hãng thì cột điều kiện đó là gì? Là cột tên hãng bằng giá trị cần tìm, là phải giá trị tại ô đây không? Là hao hảo hay là vi phong hay yếm việt đúng không? Và gì? Cột tính tổng thì tương đương với cột thành tiền, là cột số lượng chứ. Cột số lượng này tương đương với cột tên hãng. Và thì chúng ta phải dựng công thức mẫu trước. Những công thức mẫu thì thường chúng ta sẽ lấy dòng đầu tiên hay là cột đầu tiên nối với dạng bảng ha. Tùy bảng, bảng bảng dọc hay bảng ngang. Ví dụ đây là bảng dọc thì chúng ta là à, lấy cái cột dòng đầu tiên làm công thức mẫu. Nếu không có dòng trống chúng ta lấy dòng đầu tiên hao hảo luôn cũng được nha. Thì chúng ta vẫn bằng này, bằng này sum mở ngoặc này if này mở ngoặc này. Cột điều kiện là gì? Chúng ta đang tính tổng số lượng theo tên hãng, cho nên cột điều kiện nó là cột tên hãng. Được chưa? Phải giá trị đi tìm nó là gì? Là phải cái ô này tương đương nó không? Giống như mình đang tính đơn giá thành tiền vậy đó, dòng tương đương nó. Rồi, phải cột tính tổng nó là gì? Cột tên hàng đây từ đây đến đây thì cột tính tổng nó cũng phải từ đây đến đây. Này. Được chưa? Rồi, đóng ngoặc hàm tiếp lại, đóng ngoặc hàm sum lại và kết thúc. Nhớ công thức mãn thì chúng ta kết thúc bằng gì? Control Shift Enter. Được chưa? Nhớ nha, công thức mãn thì chúng ta kết thúc bằng Control Shift Enter. Ủa cái này chúng ta quên, bằng chứ. Tôi làm cái này nha. Bằng nha. Bằng Ctrl Shift Enter, được chưa? Vậy thì đối với công thức dòng công thức mẫu và dòng trống thì giá trị phải luôn luôn bằng không nha. Còn nếu chúng ta lấy cái dòng mà hao hảo là lấy công thức mẫu á, thì nó sẽ có kết quả. Còn nếu mà dòng trống tức là không có dữ liệu gì á thì nó sẽ bằng không là đúng. Được chưa? Nhớ nha. Dòng trống bằng không là đúng. Được chưa? Rồi tí nữa tôi chỉ cho công thức dạng bảng ngang nha. Rồi thì sử dụng công thức mã bằng cách nào? Data table một biến bằng cách nào? Chúng ta sẽ bôi hết cái nguồn dữ liệu này này. Được chưa? Được chưa? Chúng ta sẽ vô về data này. Worksheet analysis này. Sử dụng công cụ có sẵn nha. Chúng ta phải làm gì hết á. Cái là data table này. Ở đây nó có là gì? Hai giá trị row và column. Đối với trường hợp là hai biến. Hiện tại đây mình chỉ có một biến thôi. Tức là một là row hoặc là một là column. Vậy thì khi nào row, khi nào gọi là column? Thì các bạn cứ chú ý tôi cái cột, cái điều kiện đó, nó là dạng cột hay là dạng dòng. Ở đây chúng ta cái điều kiện mình là tên hãng đúng không? Cái điều kiện để tính tính số tổng số lượng đó, là tên hãng, là tên hãng là cột, cho nên chúng ta sẽ dán giá trị ở column. Một biến là chỉ có một trong hai cái thôi nha, hai biến thì hai cái. Rồi chúng ta dán nó là gì? Lấy cái ô giá trị ở công thức mẫu á, là ô đầu tiên, được chưa? Đó, ok thì bắt đầu nó các ô này nó tự động tích, mình không làm gì hết ha, được chưa? Ví dụ ở đây hao hảo này 10 này, 20 này,
54 này, 62 này, chúng ta sẽ được là 146 nha. Đúng chưa? Vform này, vform này, vform này, vform này, vform này, chúng ta sẽ được cái gì? Bao nhiêu rồi? Khoan, vform sau 145 đúng rồi. Còn Yến Việt này, 48 này, 32 này, 40, thấy chưa? Đó, thì cái đầu tiên chúng ta phần thì xác định được là chúng ta dựng được cái công thức mẫu như thế này. Tức là sum mở ngoặc if cột chứa điều kiện và giá trị cần đi tìm bằng giá trị đi tìm phẩy cột tính tổng đóng ngoặc hết lại xong. Sau đó chúng ta sử dụng cái công cụ là gì? Data table một biến bằng cách là gì? Massive analysis nên chọn là gì? Data table. Và ở đây trường hợp chúng ta là gì? Cột tên hãng mình là cột điều kiện này, cột chứa giá trị điều kiện nó là dạng cột cho nên chúng ta bỏ giá trị là column. Và thì trường hợp này chúng ta đã bỏ dạng row. Trường hợp này đây tôi sẽ thí dụ cho bạn một cái trường hợp để chúng ta để dạng row cho bạn xem nhé. Đây thí dụ như trường hợp như thế này, cái bảng của mình nó như thế này chứ không phải là như cái dạng cột như thế này nữa. Thì mình cũng làm tương tự, chúng ta xây dựng công thức mẫu ở đây là đang tính số lượng thì chắc chắn công thức mẫu mình đặt ở số lượng rồi. Sum bỏ ngoặc if mở ngoặc, được chưa? Mình đang tính là gì? Tìm theo số lượng hay tên hãng cho nên cột tên hãng bằng gì? Bằng cái hãng mình đang tìm như này. Đây là công thức mẫu cho nên dòng này trống ha. Rồi phải cột tính tổng là cột số lượng, được chưa? Đóng if lại, đóng sum lại, control shift enter, được chưa? Và thì giờ chúng ta nhìn này, chúng ta sẽ vẫn chọn cái vùng dữ liệu của mình để sử dụng data table một biến. Tuy nhiên các bạn để ý, bây giờ cái cột chứa điều kiện, cái điều kiện của mình nó nằm trên cùng một dòng cho nên giá trị mình bây giờ là row chứ không phải là column nữa. Đấy, bây giờ giá trị mình là row, được chưa nào? Chứ không phải là column nữa. Đó là kết quả tương đương. Được chưa? Cái này trường hợp này chúng ta dùng là gì? Column. Bởi vì sao? Cột điều kiện mình lấy cột chứa giá trị điều kiện. Này dòng chứa giá trị điều kiện, được chưa? Đó là cách sử dụng cho data table một biến. Hôm sau mình sẽ sử dụng được cái data table 2 biến nữa nha.